Hello mọi người, hiện tại mình đang đứng ở trước quảng trường Lâm Viên của thành phố Đà Lạt nha. Giờ này là một buổi chiều cũng tương đối là mát mẻ, tại vì hồi buổi trưa có một cơn mưa lớn, có mưa đá nữa mọi người, cho nên là sau cơn mưa thì trời lại sáng, thì trời cũng còn nhá nhem một ít ánh sáng cho nên cũng tốt đó. Thì đây là cái biểu tượng bông hoa của Đà Lạt, đó là hoa giả quỳ đó, bông hoa giả quỳ á, màu vàng ấy đó. Còn mấy bên kia là biểu tượng một cái bông có lẽ là artiso rồi phải đó. Buổi chiều ở đây giống như ở trong Sài Gòn mình vậy đó. Sài Gòn mình có phố đi bộ, thì ở ngoài đây có cái những cái quảng trường, những cái công viên á, công cộng để cho mọi người từ mọi nơi, cũng không những là dân địa phương và những du khách đó đến tham quan. Và mấy dưới đây là siêu thị Go nha đó. Và bên đây là cái quán cà phê được làm cái mô hình giống như là bông artiso vậy mọi người. Nếu bên kia nãy mọi người đã coi rồi là hoa giả quỳ, thì đây là một biểu tượng hoa artiso của Đà Lạt, là một cái loại như là một cái giống cây gọi là đặc trưng của cái vùng đất ở đây, mà nhiều nơi không phải chỗ nào cũng trồng được đó. Đây là thành phố ngàn hoa mà cho nên có rất là nhiều hoa, không những là artiso mà rất là nhiều loại hoa. Nhưng mà artiso là một trong những món gọi là đặc sản, ăn trà artiso này là hoa artiso nấu ăn rất là nhiều thứ mọi người nha đó. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xem xung quanh đây vào buổi chiều nhá, nhem cho tới tối người ta sẽ chơi như thế nào nha. Đây là quang cảnh buổi chiều nhá nhem tại quảng trường Lâm Viên nha. Có những chú chó Alaska đó mọi người, rất là sạch sẽ, người ta nuôi tắm rửa sạch sẽ, màu trắng, màu nâu, màu trắng đen này nè, để mà cho du khách thuê chụp hình nha, thuê chụp hình cùng con chó cưng đó, là một loại thú cưng. Đây quảng trường Lâm Viên này, mình nhìn ra là thành phố Đà Lạt xung quanh. Ở trước đây là hồ Xuân Hương đấy, hồ Xuân Hương. Quảng trường Lâm Viên rất là rộng, có rất là nhiều dịch vụ, nó giống như kiểu như là phố đi bộ vậy đó. Có mấy con thú cưng hoạt hình và quả này là Tô Ngộ Không này, để mà chụp hình chung á. Đây là một cái quán cà phê đó, Cafe House đó, mô hình cái Ngộ Không có quạt ba tiêu, có con ếch, đây là chú chó nè, chế ghi truyền luôn, con này con gà. Quán cà phê rất là đẹp, có lầu một nè, hai nè, hai tầng, hai tầng lầu trên không, hai tầng, tại vì cái diện tích nó cũng không quá to, nó gói gọn trong cái hình tròn của bông hoa đấy. Rồi rất là đông, không những là người dân địa phương mà du khách du lịch này nọ, với lại du khách nước ngoài cũng ghé để mà thưởng lãm, giống như là dạo mát đi chơi, dạo rất là đông nha. Mới sập tối thôi, phải cơ bản hơi đông rồi đó. Thì mọi người xem cái đường xuống ở đâu ha, cái khu đằng nào thế đi ăn đi cũng tập phía dưới cái bông hoa màu vàng này là siêu thị Go nha. Siêu thị Go thì chi nhánh cũng nhiều chỗ, không nhất thiết là Đà Lạt đó, ở tỉnh, ở quê, ở Sài Gòn cũng có. Cảm ơn anh này, anh đi tuần anh giữ trật tự á, tại vì nơi đông người mà phải có đi tuần thường xuyên, rất là rộng, ngày
nắng dữ lắm luôn. Cái khu này, công viên này rất là rộng rãi mà thoáng đãng. Mặt hồ Xuân Hương có mấy con vịt nữa này, có con ngỗng này nọ xuống luôn. Dạo dưới đây trước đi, hồi xíu mình lên trên. Đấy, cái này là quảng trường, quảng trường thì phải rộng rãi thôi, quảng trường Lâm Viên. Đấy, mình cứ xuống từng bậc thang rồi. Đông lắm, ở dưới đây thì cũng nhiều trò chơi nè, cũng xe trượt patin. Đấy, rồi cũng bán những cái con diều này nọ, như kiểu như phố đi bộ thôi. Nhưng mà được cái nó nằm ở giữa lòng thành phố mộng mơ này thôi. Đấy, khi mà tối lên thì nó có cái vẻ đẹp riêng của buổi tối. Buổi tối nó có nhiều ánh đèn lung linh, ban ngày thì có cảnh vật hữu tình. Mình đã thuê một chiếc xe máy của khách sạn để mà có thể tự túc và đi những nơi mà mình thích và bắt Google đi. Chụp có tin rồi nè, nhỏ mà nó chơi, nó lớn nhỏ già trẻ gì cũng chơi cũng hay. Ra ngoài đường mà trước đây là đường, bên kia là hồ Xuân Hương, cũng rất là nhiều thường là bán dạo, họ bán dạo này bên kia nhiều thứ đồ ăn, bánh tráng nướng nữa. Sức tối rồi đó mọi người, mặt hồ Xuân Hương lung linh luôn. Đặt dịch quá trời luôn, dịch rồi nó còn dịch, nó còn nóng rồi đó, để làm dạo xung quanh hồ. À, rất là rộng luôn mọi người. Đẹp quá trời. Giờ này nó mát quá, thời tiết mát mẻ, chưa cảm thấy lạnh lắm nha. Về đêm thì như thế nào thì mình chưa rõ, nhưng mà hiện tại là mát mẻ. Đây giờ mình đi qua bên đây coi nè, người ta cũng bán đồ ăn rồi nọ, dâu nè. Rồi giờ mình còn thấy bánh tráng nướng nữa, mình thích. Hồi dọn rồi. Bán nhiều thứ lắm mọi người. Giờ này mở đèn rồi nè. Sức mở đèn nhìn đẹp không, lung linh luôn. Đấy. Bờ hồ. À trời đẹp. Sáng lung linh luôn. À trời. Đại tử mình thấy cảnh này có xe. Đẹp chưa, đẹp lung linh chưa. Đà Lạt về đêm mà rồi. Mọi người coi cái hồ Xuân Hương này, rất là lung linh luôn nghe. Đó, cứ để ý đi, những cái ngọn đèn mà xung quanh hồ á, được trang trí trên những cái cây thông á, là nó đang đổi màu dần dần. Đây, từ màu hồng bây giờ sang màu tím. Đó. Nó lung linh quá ha, nó làm cho cái mặt hồ lúc đó nó lung linh đó. Giờ nó đang chuyển vàng từ từ, rất là nhẹ nhàng luôn. Nó như một mùa thu rồi đấy. Mặt hồ đẹp quá trời đẹp. Chuyển màu đó, nó chuyển thành đỏ đỏ dần rồi kìa. Thấy chưa, tím luôn.
quá. Quá trời cái tím liệm luôn rồi. Nó hồng lại. Đẹp quá đẹp luôn. View view quá đẹp view. Ai quá trời đông luôn, dễ thương quá. Trời nó cứ se se lạnh, mát mẻ cũng không quá lạnh, cho nên là đi chơi nó rất là thích. Và đặc biệt thích hơn là không có mưa. Mưa hồi đầu giờ rồi, thật ra giờ này không có mưa rất là ok đó mọi người. Dễ thương quá, không có mưa. Nãy giờ mình đã quay sơ sơ cái khuôn viên của quảng trường Long Vi cho mọi người xem rồi ở Đà Lạt. Bây giờ cũng khá dài rồi, xin kết thúc tại đây. Đó, hẹn gặp lại video tiếp theo. Nhớ like, share, subscribe cho nó cùng. Bye.